em chào gói nhá, chào mừng các bạn đến qua hàng Nhật Bãi Rẻ này. Trong clip ngày nay em lên cho bác một con nồi cơm nhá, vừa nấu cơm vừa để gọi là hầm hiếc các kiểu nhá, nồi điện này có này. Đấy, con này của thằng Pro-ni nhá, Pro 2 ấy. Pro đấy, để khoảng một ly hôm nhá, là hàng này là hàng của thằng Hàn Quốc nhé các nhá, Hàn Quốc xuất Nhật các nhá, đây Hàn Quốc xuất Nhật này, để các bác đợi em tí em sẽ review xung quanh một tí này. Cho nên xung quanh những cái này là vết bẩn các này, vết bẩn nhá, các bác về có chìa khóa vệ sinh lại cho em với. Nó về lô thế này là em đấy chưa được vệ sinh được, thì cũng lau tạm tạm thôi, những cái vết này bác lau nhá. Cơ bản là con này vẫn màu trắng đẹp nhá, không bị bể vỡ chỗ nào các này. Đó. Đây nhá. Bên trên này nút xoay rất hay các nhá, nút xoay đây là nút này đang khóa này, và mở khóa này. Để bác có dây xoay biến này, về biến tay phải nhá, là cái hình khóa mà mở khóa này. Đây Kaijo là mở khóa nhá. Đây các bác ấn lên là mở này. Ở đây phải mở hết cỡ đây thì không bị mút xoang các nhá. Đây. Trong thành vách nhá. Đây cái này em vừa mới rửa qua tí này. Rau con này nó rau của nó rau màu nâu quá nhá. Đấy, rau màu nâu thì nó không bị lẫn cái màu gọi là bị đã lứt cái lẩu nhá. Đây lòng xoang đây. Lòng con này đây. Lòng em vừa rửa qua tí nước này. Đấy, lòng nhá. Đấy. Còn cái chấm to các bạn. Nói chung là lòng này vẫn ok hết thôi nhá. Con này nấu cơm cái các kiểu con. Đây bên trong này con này. Đấy, đây nồi mâm nhiệt các nhá. Mâm nhiệt không quan trọng, quan trọng là cái chất lượng của nó thôi. Đây viền nước của nó khá sạch các nhá. Đấy, khá ok này. Đấy, con này thiết kế đẹp lắm. Đây, thông số kỹ thuật của nó đây các bác nhé. Đây, thông số đây nhá. Đây, thông số này. Đấy, con này nó điện, với bác nhớ nhá, điện 100V này. Cái công suất của nó là 950W nhá. Nhiệt độ sôi của nó lên tới là 184 độ C nhá, khá là cao. Dung tích 1 lít này. Áp suất cực đại của nó đặt lên tới là có thể lên tới đấy là 127 nhá. Áp suất rất căng nhá. Đây đằng sau có một cái hốc nước các bác này. Hốc nước các bác này. Khá là vệ sinh nhá. Thì bây giờ em sẽ đổ nước vào đây. Bây giờ em cắm điện vào đổ nước vào đây em test cho các bác xem nhá. Đây, để em cắm một tí xíu điện đã. Sau đó em sẽ đổ nước. Đây nhá. Đấy, à đây các bác xem tại sao nó là xuất Hàn Quốc nhá. Đây. Đây nhá. Đây các bác này, Made in Korea này. Hàn Quốc xuất Nhật các bác nhá. Ở dưới đây nó ghi này. Đấy, Made in Korea các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ em sẽ cắm điện cho các bác xem. Cái chức năng của nó này. Đây cắm điện nhá, một tay nó hơi khó mong các bác thông cảm giúp em với nhỉ. Đây các bác nhá, em vừa test cái nồi kia nó còn nước nóng, em đổ nước nóng lên cho nhanh nhá. Đấy, đây dòng đi em đẩy vào đây. Đấy các bác quay vào đây nhá, quay vào đây. Đây, đây là khóa nhá, để cái van nó đây. Đấy, van này rất nặng, rất là lớn. Đấy thì em đã cắm điện 100V các bác này. Đây con này có hình cả hình cái đấy này. Đây mở nó có hình chiếc mở khóa này, em xoay sang đây nó mở khóa này. Đấy rất hay nhá, cực kỳ hiện đại nhá. Đấy, đây đây hiện cái hình đóng khóa nhá. Đây menu này, đây menu quá nhá. À con này cả động ngoái luôn quá nhá. Takikomi, đây takikomi nấu xôi đấy. Chorio, chori đấy, rất hay đấy nhá. Đây em để chế độ vẫn chưa là bình thường này. Hakumai futsu, đây hakumai futsu đấy. Bấm nấu nhá, start này. Nếu các bác muốn nấu nhanh các bác ấn 2 lần nhá. 1 2. Đấy là nấu nhanh nhá. Đấy nãy hiện 50 giờ 35 phút này. Hai kilo hajimemasu đấy. Đấy. Thì các bác tí các bác đợi với em xem là nó như thế nào nhá. Tí em ngắt clip em cho các bác xem nhá. À xin chào các bác đã quay trở lại nhá. Đây, nó sôi này, nó phả nước rồi. Nó sôi được rất căng đó nhá. Đấy. Em tắt đi có nhá. Đây. Tắt đi có đây. Đấy. Quá động quá lắm nhá. Áp suất rất là căng luôn đó nhá. Ờ thì này. Căng dã man luôn này. Đấy. Xem nó thì bao lâu thôi nhá. Căng dã man các bạn. Để cái này đã phết rồi. Đây những cái này này. Đây cái này mình cái này xước được con này, nó xước cái. Đó, một cái ký này. Đã khá là ok rồi đấy. Đó, cảnh cắt đi. Cẳng lắm luôn nha. Đấy, cái bác nào chốt hàng con này bác liên hệ với em nhé. Con này em để các bác giá là 1 triệu các bác nhé. 1 triệu. Con nào chốt được thì bác liên hệ với em 0983 329 755 với em nhé. Đây, những cái vết này thì không đẹp thì để các bác giá 1 triệu nhé. Chào các bác. Hẹn các bác ở cái link tiếp theo nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.